17, 18 và 19 chúng ta có mở cái đàn dược sư ở đây. Bữa 16 thì thầy có giảng về cái ý nghĩa của đàn dược sư. Thì bữa nay đây thì thầy giảng tiếp về cái bài giảng bữa trước. Bữa trước là phần lớn là thầy nói cái nhìn về Đức Phật theo lịch sử. Nhưng mà bữa nay thì thầy nói từ cái chỗ Đức Phật lịch sử đó mà chúng ta nhìn về Đức Phật tâm linh, tức là theo Đại Thừa. Cho nên nhưng mà theo lịch sử thì phần nhiều chúng ta không giải thích được tại sao nó thế này, tại sao như thế kia, tại sao như thế nọ nhá. Tại vì cái này không giải thích được, không cắt nghĩa được. Tại sao mà trong cái lúc mà người ta, ta khuyên mình nên tránh cái tụ tập đông đi, sợ bệnh dịch, nhưng mà mình lại đi về đấy. Ba ngày thầy thấy ngày nào cũng đông hết. Mà cái điều may mắn cho mình là trong ba ngày đàn dược sư mình thì thầy thấy nó hoàn toàn yên ổn, là nó không có cái gì xảy ra hết. Mà nếu hãy nói may mắn thêm chút nữa đó, thì cả thành phố mình cũng không có cái chuyện mà đáng tiếc nào xảy ra về vấn đề này. Rộng nữa đó thì cái trường hợp cả đất nước mình, mặc dù chính phủ mình đã chuẩn bị đối phó, tức là xây dựng những cái bệnh giả chiến để chuẩn bị đặng mà nếu mà cái dịch nó bộc phát lên có thể hàng trăm người, hàng ngàn người đó, thì cũng có chỗ đi vô. Nhưng mà thầy thấy qua một tuần rồi nữa mình bình yên, một tháng rồi nữa mình cũng bình yên, thì mong những cái ngày tới này nữa nó cũng được bình yên. Vì cái người đó mà tu ở đây đó, thầy nói là cái người đó thứ nhất đó, là vì họ có căn lành đời trước, cho nên đời này đó họ mới tu được. Thành họ có cái căn lành, do đó mà họ mới có niềm tin. Dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa đó, thì họ cũng tin, họ cũng tu thôi. Cái này là do cái căn lành đời trước chúng ta đó. Nhưng mà cái người mà không có căn lành đó, mà họ có cái nghiệp ác nặng đó, thì phần nhiều đó họ khó tin lắm. Và nếu họ có tin đi nữa thì cũng tin theo cái ác nghiệp của họ. Tức là tin cái gì? Thường là mê tín, thầy bói có tin. Giống như là cái khi mà Đức Phật mình còn tại thế, thì bây giờ đó cái thành Tỳ Gia Ly mà nó bị cái bệnh ôn dịch, thì bây giờ đó cả chính quyền cũng như dân dân đây tin theo Đạo Bà La Môn. Nói là tại vì đó mình không có cúng mấy ông, cho nên mấy ông nổi giận, mấy ông mới rải chất độc xuống, cho nên mình mới sanh bệnh chết thằng lạc như thế này. Đấy, mấy người mê tín thì nghĩ vậy. Này có cái thần ôn dịch, thần ôn dịch đó họ hại mình, cho nên bây giờ đó thì thôi chỉ còn có cách là cúng cho họ này. Mà cái này phong tục của Ấn Độ nó mấy ngàn năm trước còn làm cái này, mà tới bây giờ người ta vẫn còn làm này. Nhưng mà cái khi mà họ giết súc là họ bỏ ra ngoài đó, thì cái này cái nạn dịch nó lại tràn lan nhiều hơn nữa, tôi chết nhiều hơn nữa. Mà cái chỗ này đó mình thấy, nếu ngày nay mình hiểu theo khoa học một chút đó, thì chính cái mức vệ sinh này mà dễ sanh ra các cái loại vi khuẩn độc đó. Cho nên bây giờ nếu mà mình có bệnh thì đầu tiên quý vị thấy gì? Tức là mình phải uống thuốc, mình phải đi bác sĩ, rồi nếu mình phải khử trùng, mình phải làm tất cả chuyện này chứ. Mà bây giờ nó lại mê tín, cho nên mới làm cái chuyện cúng bái thần linh này nhiều nữa, giết súc vật để cúng đây nữa, thì cái này hại nhiều quá đấy. Phản khoa học, nếu ngày nay chúng ta nói là phản khoa học. Thì thầy nhớ hình như là vào khoảng độ 5 năm về trước đó, thì cái xứ Nepal Ban đó, tức là cái chỗ mà Đức Phật ra đời đó, cho nên cái lúc đó, đó mặc dù chế hay là cấm cái vấn đề mà giết súc vật đó,
để mà cúng tế thần linh này. Thì bên Ấn Độ cấm đó, thì tại vì Ấn Độ qua Nepal nó gần, họ giết họ bỏ bên cái chỗ Nepal đó, họ giết mà cả ngàn con như vậy, cả vạn con như vậy đó, rồi bỏ ra ngoài để cho nó sình, nó thúi lên đấy. Thì cái này là nạn dịch xảy ra, chuyện này đương nhiên rồi. Đó là vấn đề mê tín. Cho nên đó, nạn dịch rồi kế theo đó là một cái trận động đất lớn nữa. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà Phật giáo Việt Nam mình đó, là có tổ chức đi cứu trợ. Lần đó thầy cũng có đứng ra để mà khuyên góp Phật tử mình đó, để gửi bên đó cứu trợ đó. Và bên Phật giáo mình ở đây đó, là thầy nói kỳ nó cũng đã gửi đi sang bên đó để cứu trợ đó, là được hơn 100.000 đô la đó, mặc dù mình nghèo nhé. Và từ cái chỗ đó đó mà cái Phật giáo ở bên Nepal nó phục hồi lại được. Phật giáo bên đó phục hồi được. Tại vì khi mà cái tai nạn xảy ra, họ thấy đa số là Phật tử mình á, hay đi tới đó cứu giúp nhiều hơn. Thành ra Phật giáo Việt Nam mình, rồi Phật giáo Nhật Bản, rồi Phật giáo Đài Loan, rồi Phật giáo Thái Lan, Miến Điện đều đi tới đó để mà cứu trợ, giúp đỡ. Thì họ nhìn họ thấy cái Phật giáo lại là dễ thương hơn. Cho nên từ đó mà một số họ theo Phật giáo. Thành ra từ đó đó mà họ mới cho nó, tất cả các nước đi về cái xứ Nepal, cái chỗ mà Đức Phật đản sanh đó. Tức là mỗi một nước về được cất một cái ngôi chùa đó để tiêu biểu cho chùa Việt Nam, chùa Trung Quốc, chùa đủ chùa hết. Đó là thầy nói cái trường hợp mà ở bên Nepal. Tại lúc bây giờ họ mới thấy cái lời dạy của Đức Phật nó đúng hơn, nó không mê tín. Nhưng mà cái điều quan trọng đây là phải biết kết hợp giữa cái tâm linh và cái thực tế của cuộc sống này. Hai cái này kết hợp lại. Cho nên thực tế lịch sử đó, hồi đó thầy nói là người ta thấy Đức Phật mà khi đi tới cái thành Tỳ Gia Ly này đó, thì tự nhiên trời nó mưa xuống, rồi tự nhiên người ta hết bệnh đi. Thì cái này nếu họ tin vậy đó là chỉ về cái mặt tâm linh thôi, về mặt thần linh thôi, không được. Nhưng mà ta nhìn ta thấy đó, trong lúc đó đó là có cả vua Tần Bà Sa La, hoàng hậu, rồi đấy các vị đại thần đi theo. Rồi trong đó đặc biệt nhất á, là có Kỳ Bà Thánh Y, người đệ tử mà gần Đức Phật nhất á. Về sau này đó, người ta nói là Kỳ Bà Thánh Y, tức là được Đức Phật đặt cho cái tên là Vimalakirti, tức là Vima đó, Vima Cật đó, là cái ông này đó. Ông này giỏi về cái ngành y, cho nên là ông mới cầm đầu hết tất cả các thầy thuốc ở thành Vương Xá này đó, đưa nguyên cả một cái thầy thuốc đó mà giỏi ở đây cùng đi với Đức Phật qua bên này đó, là vừa cầu nguyện và vừa chữa bệnh. Thì cái trường hợp này đó, tự nhiên sau đó thì nó bình yên rồi. Phải thấy thêm phần này hợp với cái thực tế cuộc sống này. Cho nên thầy nói là bây giờ đó, mình cầu nguyện thì cầu nguyện, nhưng mà quý vị đều phải đeo khẩu trang hết, phải không? Mình phải đeo khẩu trang. Tại sao vậy? Vì mình đeo khẩu trang là vừa mình bảo vệ mình, và đồng thời mình cũng bảo vệ những người bạn đồng tu với mình. Mình không lây cho người và người cũng không thể lây cho mình được. Nên hạn chế cái này tối đa này. Cái này bước thứ nhất. Rồi trong đó cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta phải tự phòng bệnh, tự giữ gìn cái vệ sinh cá nhân của mình đây. Thầy nghe nói là người ta dạy mình kỹ hơn nữa là hạn chế vấn đề tiếp xúc, không? Đừng đứng gần với nhau quá. Mà nhất là những người có bệnh thì đừng đi ra, đừng đi ra ngoài. Và mình là cũng phải nên tránh cái người tiếp xúc. Mình hình như là có một cái trường hợp mà thương tâm ấy, là thầy nghe nói là
một người ở bên Vũ Hán họ về. Mà khi họ về đó thì họ vẫn mạnh như bình thường thế này, họ chưa có bệnh. Thì bây giờ đó, cái người hàng xóm tới thăm cái người bệnh này, thăm cái người bệnh này cái đó, rồi trao đổi một vài câu chuyện rồi về đó, thì cái bà này cũng bệnh luôn. Cái bà bệnh này chưa phát bệnh, nhưng mà cái bà già này tới thăm đó, tại sức yếu hơn cho nên bị dễ phát hơn, cho nên bệnh sanh ra. Rồi bệnh sanh ra đó là nghe nói trong nhà bà đó là có một cái đứa cháu mấy tháng còn nhỏ lắm ấy. Bà rất thương nó, bà tới bà đụng vô nó, bà sờ tới nó đó, thì cái này đó là lây qua cho đứa cháu luôn. Đây các thứ nên cẩn thận phải giữ, cho nên ta khuyên mình á là không nên tiếp xúc trực kỹ bằng xà phòng đàng hoàng để tẩy trùng đi. Đó là cái điểm quan trọng. Cho nên đáng lẽ đó là học viện của mình đó, là thầy khai giảng rồi, dự kiến là cái bữa 19 này đó là mình tập hợp tăng ni lại, và sau khi bế đàn ở đây đó là mình lên khai giảng bên đó cho người ta học. Nhưng mà thầy thấy cái tình hình mà dịch bệnh này đó nó chưa có chặn đứng được thực sự, cho nên đó, thầy mới nói thôi bây giờ để lùi lại thêm một tháng nữa, tức là tới cuối tháng này đó thì tăng ni mới tập hợp về rồi mới khai giảng để cho học. Chứ bây giờ nó đem về trên đó mà cho nội trú cả hàng ngàn tăng, mình tin Đức Phật, dược sư thì tin, tụng kinh thì cầu nguyện thì vẫn làm, nhưng mà còn cái vấn đề bảo đảm cái vấn đề thực tế trong cuộc sống này chút. Cho nên thầy nói thôi bây giờ ở đâu cứ ở yên ở đó, ở đâu cứ lo tụng kinh ở đó, tu ở đó và tự ôn bài ở đó đi, chờ chừng nào cái vấn đề cái dịch bệnh này mà được chặn đứng hoàn toàn rồi đó thì bây giờ mấy thầy có thể tập hợp về học cũng được, mình trễ một tháng cũng được, thậm chí mình trễ một năm học cũng không sao. Mà nếu hãy lỡ mà cái bệnh này nó phát tán rộng ra một cái đó thì cái này coi như mình trễ hết một kiếp người mình thôi. Cho nên điều quan trọng bây giờ Đức Phật nói mình được cái thân người này rất khó, thì mình nên giữ nó cho tốt đó, để nên mà mình tu. Mình tu để cho cái kiếp sau mà mình bị chết khóm một cái đó, thì cái trường hợp này nó mất hết, không biết là mình đi về đâu. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất mà thầy nói là mình phải kết hợp giữa cái vấn đề tâm linh và thực tế cuộc sống này. Nên bữa trước thầy có nói đó, có người tới thưa với thầy đó là bây giờ mình tin Đức Phật dược sư rồi, mình đâu cần đeo khẩu trang thầy đó. Thầy đâu được, tin Phật thì tin, nhưng mà thực tế trong cuộc sống này đó, mình phải giữ, tình mình tự giữ rồi đó thì sau này Phật phò hộ mình nữa đi thì tốt. Cái này là chính, mình có hai mặt đó, chứ không phải là một mặt, tức là hoàn toàn không tin thì cũng không được. Nhưng mà tin đó, mà không áp dụng trong cuộc sống mình đó, cũng không được. Nên Đức Phật dạy mình cái này rất kỹ. Thì bây giờ đó, ở trên thực tế lịch sử cả cái thành phố này, cái bệnh dịch này yên hết rồi đó, thì bây giờ đó, lúc bây giờ ở cái chỗ thành phố này đó, người ta thấy có những cái điều mà kỳ diệu như vậy đó, thì người ta mới hỏi Đức Phật đó, ta hỏi ngay bây giờ có Đức Phật ở đây thì chúng con được cái may mắn này, được Ngài chữa khỏi đây. Nhưng mà nếu hỏi đời sau á thì có những cái chuyện này xảy ra nữa mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì sao? Đây là cái phát xuất kinh dược sư là từ chỗ này, từ cái câu hỏi của tất cả những người mà ở trong cái thành trì ở đây này hỏi về Đức Phật. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ hỏi đó đó mà cái tầm nhìn của Đại Thừa Pháp Nhãn và của Bồ Tát đó, thì nhìn mới thấy rộng hơn, thấy cái cảnh mở ra. Cho nên trên bước đường tu của mình ấy, là bây giờ đến Đức Phật nó quan, tức là thứ nhất này đó gọi là nhục nhãn. Nhục nhãn là cái con mắt thường mình đây, phải không? Thấy bằng mắt thường đó, thì mình thấy vậy thôi.
Thành ra thấy bằng mắt thường á, thì bây giờ quý vị thấy gì? Thấy đây có thầy, và dưới này đó là có một số Phật tử nghe pháp, mắt thường. Nhưng mà cái nhục nhãn của mắt thường này đó mà mù đi đó thì không thấy gì hết rồi. Đó là cái điều quan trọng, ta không thấy nữa. Nhưng mà Đức Phật nói đó, cái nhục nhãn đó, cái con mắt thường này mà bị mù đi rồi đó thì không phải là không thấy nữa, phải không? Tức là còn thấy chứ. Nhưng mà thấy là thấy theo kiểu người mù. Đây. Cho nên có những người mù mắt nhưng mà sáng lòng, thì bây giờ để chúng ta mới phát hiện ra thêm cái con mắt của tâm này quan trọng hơn. Con mắt thịt này, thành ra quý vị tu nên nhớ chỗ đó. Con mắt của tâm mình đó, cái này mới quan trọng. Con mắt này có hư đi đó, nhưng con mắt của tâm còn sáng lên đó, thì cái này tốt. Cho nên trong cái thời Đức Phật còn tại thế đó, có ngài Anuruddha. Ngài Anuruddha đó là cái khi ngài tu đó, là tại vì ngài tu, ngài tham thiền liên tục như vậy đó, nhiều ngày mà ngài không bao giờ ngủ, cho nên cái đôi mắt ngài mù đi. Cho nên đôi mắt ngài mù rồi, thì trên thực tế thì đôi mắt của ngài mù rồi, nhưng mà con mắt của tâm ngài sáng lên, phải không? Cho nên Đức Phật nói là ngài Anuruddha là thiên nhãn đệ nhất, tức là ngài thấy được những cái mà người thường không thấy nữa, tức là thấy bằng con mắt mà của chư thiên, bằng con mắt. Cho nên mình là mình chỉ thấy những người này thôi, thấy vật thôi, nhưng mà con mắt của tâm á, mắt của tâm á, thì lúc bây giờ nó thấy luôn cái gì? Thấy luôn cả ma quỷ, phải không? Tức là thấy luôn cái vô hình chứ. Đấy, cho nên á, có nhiều người mà thường bây giờ ta hay dùng cái chữ gọi là nhà ngoại cảm á. Nhà ngoại cảm là họ thấy được ma chứ. Ta nói hồi đó chị Bích Hằng này, có lần chị gặp thầy, chị có nói này, lần đầu tiên mà con đi vô cái nghĩa địa, thành ra con thấy trong này có nhiều người. Các vị có nghĩ vậy không? Thấy được nhiều người, thấy nhiều người ở trong nghĩa địa, mà thực tế thì không có ai hết. Đấy, cho nên bây giờ thầy nói cái người mà nhẹ bóng dưới một chút, thành ra mình gọi là thấy ma, phải không? Thấy ma chứ. Mình thấy ma, cái này có này. Tại vì thầy đã từng có cái cảm giác này rồi. Cái cảm giác này để thầy nói cái này là cái con mắt của tâm này quan trọng. Thầy nói trên bước đường tu mình mà con mắt của tâm này quan trọng hơn là con mắt này. Con mắt này dùng để thấy cái vật bên ngoài, và mình chỉ dùng một phần cho nó để mà mình đọc sách thôi. Cái này chứ. Nhưng mà con mắt của tâm đó, của lòng đó, thì con mắt này quan trọng hơn. Cho nên phần lớn là trong cái khi mà thầy tu đó, bây giờ thầy thuộc lòng kinh rồi, cho nên thầy ưa tụng kinh mà thầy nhắm mắt lại, chứ thầy ít mở mắt lắm. Thầy nhắm mắt lại tụng kinh, nhắm mắt lại để thấy Phật, và nhắm mắt lại đó để thấy chung quanh mình có nhiều người. Đây là trên bước đường tu đó. Mắt của tâm này ta chia ra nó có bốn loại, bốn loại mắt này. Thành trên bước đường tu đó, quý vị từng bước nó sẽ phát hiện nó ra. Đầu tiên có mắt của tâm, tức là ta nói mắt của niềm tin. Thành ra cái người mà tin đó, thì thấy, mà người không tin thì không thấy. Nên nói là có người họ thấy ma, nhưng mà có người không thấy. Thầy nói đúng rồi, tại vì anh không tin làm sao anh thấy được. Cái người kia họ tin ma cho họ nên là thấy ma. Họ thấy ma là thấy bằng cái cảm giác là có ma và thấy ma, phải không? Thế nên khi nào mình đi trong đêm tối đó, vắng vẻ đó, mình có cảm giác. Thậm chí có những người họ thấy, nó còn thấy rõ đó thầy. Thấy có con ma nó mặc áo trắng, nó đi trước mặt con á. Phải không? Thấy, thấy rõ. Thì cái này thầy nói là con mắt của niềm tin. Cho nên ai có đây mình tu đó, là đầu tiên mình có cái này. Nên Đức Phật nói là cái niềm tin đó là mẹ để sanh ra tất cả các công đức lành. Tức là không có niềm tin đó, là mình không thể sanh công đức được.
Và không có niềm tin nữa là dễ tội ác lắm. Cái gì cũng dám làm, mình không sợ lắm. Còn bây giờ mình có tin đó, làm ác thì có tội, làm lành thì có phước. Mình có tin như thế này, gọi tin nhân quả. Cho nên tự nhiên mình có thể không dám làm ác, và mình mới làm lành được. Cho nên cái niềm tin là phát xuất khởi đầu để sanh ra tất cả các công đức của tôi. Đó là con mắt của niềm tin. Mắt niềm tin đó, thì từ cái chỗ này đó mà nâng nó lên cao một chút. Tức là mình không sử dụng con mắt thường ở ngoài này nữa, mình nhắm mắt lại đi. Người mù họ sẽ thấy được nhiều cái mà hơn người sáng mắt thấy này. Cho nên khi mà thầy đi học bên Nhật, thầy gặp Hòa thượng Sato đó. Ông Hòa thượng này có cái đặc biệt, ông mù. Ông này mù, nhưng mà ông sáng cách lạ lùng đó. Tại nên khi mà thầy tới thăm ông đó, mà thầy chưa hỏi ông, biết không? Thầy chưa hỏi ông đó, mà ông cười, ông nói là bữa nay đó là thầy tới định hỏi tôi cái này, phải không? Các vị nghĩ sao? Sợ không? Ông thấy được lòng mình, ông hiểu được lòng mình. Đó là một cái ông thầy mà mù mà thầy đã gặp. Một ông hòa thượng nữa đó, ông này, ông mà thầy vừa nói đó, ông này đó là pháp chủ của Tịnh Độ Tông. Ông này cũng có đặc biệt đó. Ông này đó, ông chỉ nghe cái giọng nói của mình thôi, ông nghe giọng nói của mình thôi, nhưng mà ông biết được con người của mình, biết được cái hoàn cảnh của mình. Thấy ông nói đúng hết. Mù, hai người mù. Cho nên thường thường quý vị thấy là những ông thầy bói giỏi hầu hết là mù, phải không? Mù đi. Cho nên cái người mù này có cái đặc biệt đó, là họ có thể nghe được giọng nói của mình, họ biết được vận mạng của mình, họ có thể đoán được cái tâm mình đang nghĩ cái gì. Đây, cho nên từ cái chỗ này đó mà các vị thiền sư đó, ta gọi là chứng lục thông là chỗ này. Lần lần thông lên chứ. Mà trong cái thông đầu tiên là gì? Gọi là tha tâm thông. Thì mình có thể biết được là trong lòng họ nghĩ cái gì. Họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì đây, mà họ làm cái gì đây. Tức là nghĩ được, nhận ra được cái chỗ này. Cho nên các vị này đó, họ chứng được tha tâm thông rồi, họ biết được rồi, biết được các việc này rồi đó. Thì nhiều khi đó mà mình tới tìm họ mà họ đã biết được trong lòng mình rồi, cho nên họ biết được là cái người này nên tiếp hay là cái người này nên tránh, được không? Đa số là mình không biết, mình biết không biết cái bề trong của họ, trong lòng họ. Cho nên vì mình không biết được bề trong của họ, cho nên mình dễ bị mắc lầm. Cho nên mình gặp những người đó, họ ưa đóng kịch với mình, không? Họ giả. Thành ra có những người đó, đương nhiên họ phải đóng cái vai này, đóng cái vai kia, đóng vai nọ. Còn cái con người thật của họ đó, ở trong lòng của họ đó, thì khác hoàn toàn. Khi họ nói với mình đó thì khác, nhưng mà trong lòng họ nghĩ thì khác. Và cái mục tiêu của họ nó là khác nữa, phải không? Cho nên đa số mà mình chỉ nhìn bề ngoài thôi, cho nên mình dễ bị mắc lầm. Thành Đức Phật khuyên cái người tu đó là nên chỗ bình tĩnh và sáng suốt này nè. Tức là nhắm mắt lại đi, để đi vào trong thiền định, giữ được chánh niệm. Thì bây giờ mình có cái chánh niệm, tức là tập trung là được. Tập trung là được. Cao hơn bước là mình đi vào thiền định, thì đương nhiên mình nhìn mình thấy được những cái mà bình thường này mình không thấy. Cái người có chánh niệm thì sẽ thấy được những cái việc cái người mà tán loạn thôi, cuồng tâm. Cho nên trong thiền nó có một câu rất hay: nếu hãy cái cuồng tâm mà ngưng lại được đó, cái cuồng lại được đó, thì sẽ thấy biết được tất cả. Cho nên các Phật tử tu nên nhớ cái này.
đừng có vọng niệm. Nên thầy thấy đa số những người tu đó mà phước không sanh mà nghiệp sanh là vì phạm phải cái này, tức là đi theo cái cuồng vọng nhiều hơn, cái vọng tâm nhiều hơn mà không chịu ngưng lại. Mình ở ngoài đời mình khổ rồi phải không? Rồi bây giờ vô trong chùa rồi đó mà cũng dụm năm dụm ba lại để mà nói những cái chuyện khổ thôi. Nên nó thầy nói thế này, cái bà A này đó đã có một cái nỗi khổ, vô gặp cái bà B này đó, bà B cũng có cái nỗi khổ, thành hai người này đồng nhau, cái nghiệp nó giống nhau đó. Cho nên cái bà A này mới tới gõ cái bà B này để nói chuyện. Nhưng bà B này nó cũng thay vì mình đi chùa nhưng mà làm chuyện này, thì thầy nói là cái bà A tặng thêm cho bà B một phần nghiệp chướng, bà B cũng tặng thêm cho bà A một phần trần lao. Cho nên nghiệp chướng không hết mà phiền não lại tăng lên. Thành ra mình tu lâu rồi đó, mình đi chùa mình biết nhiều chuyện quá cho nên mình trở thành khổ đi. Còn cái sự thật á, mình không biết được. Đó là trên lối đường tu. Cho nên phần nhiều á, cái thực chất là mình tập trung lại. Tập trung lại gọi là chánh niệm. Tại vì trong cái chánh niệm này đó, mình đọc kinh mình mới hiểu xa hơn. Thì cái này đi vào cái cửa của Đại Thừa đi. Đi vào cửa Đại Thừa, tức là phải thấy xa hơn thì mới nhìn được. Cho nên cái kinh Diệu Sư này đó, ta nói là trong lúc đó đó, Đức Phật Châu Du giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm. Thành Quảng Nghiêm tức là cái chỗ này đó, chỗ Đức Phật Thích Kinh Diệu Sư này. Thì ta nói đó, là Đức Phật đó, tới đây, rồi bây giờ Đức Phật ngồi nghỉ dưới cái rừng thông, phải không? Rừng thông cho nên mình gọi là dưới cây tiếng nhạc. Tạo dịch là nhạc âm thọ hạ, thì thầy đổi lên là dưới cây tiếng nhạc. Tại sao người ta gọi là cây tiếng nhạc? Là cây thông, quý vị biết rồi phải không? Gió nó thổi, thông nó reo phải không? Mình nghe như là một bản nhạc hòa tấu phải không? Cho nên ta gọi đây là cây tiếng nhạc. Hay ta trồng cây thông để ta nghe cái gì? Nghe nhạc. Đó là cái điều quan trọng. Ta thấy là Đức Phật tới đây ngồi nghỉ dưới cái rừng thông này, và chung quanh Đức Phật là có mấy thầy tỳ kheo. Trong lúc đó là cũng có một số Phật tử từ bên Thành Dương Xá đi theo, mà kể cả vua Tần Bạch, một số mấy ông thầy thuốc, một số các hàng trưởng giả này. Ta thấy cái thực tế, ta thấy vô đây thôi. Nhưng mà dưới cái nhãn quan của Bồ Tát đó, thì người ta dùng cái thiên nhãn để thấy, dùng cái huệ nhãn để thấy. Cái huệ nhãn là do thầy nói cái chánh niệm đó, mình có tập trung rồi đó, thì mình sẽ thấy khác hơn những người khác. Tức là thấy bề trái của cuộc đời. Người chưa tập trung là chỉ thấy bề mặt mà không thấy bề trái. Còn cái người có tập trung lại đó, thấy bề trái của cuộc đời. Nên thầy nói các thiền sư mà thầy vừa tiếp xúc đó, họ nghe cái tiếng mình họ biết mà. Họ biết được con người thật của mình, cái vận mạng của mình, họ nắm được cái này. Cho nên cái này ta gọi là huệ nhãn, tức là tập trung lại. Cho nên mình thấy khác hơn cái người mà tâm tán loạn. Thế nên người có tập trung rồi đó, thì bây giờ cái tối tác mình, họ có nói cái gì họ nói, chứ không có thấy cái bề ngoài của họ nữa. Nên mình không bị mắc lầm. Đức Phật khuyên mình đó, là người tu trước nhất phải có cái này, không để mắc lầm. Rồi đó, từ cái chỗ huệ nhãn này đó, của hàng thanh văn, tức là người có tập trung tư tưởng là được rồi, nâng lên bước nữa cái gì, lên tới một cái mà pháp nhãn của Bồ Tát. Pháp nhãn của Bồ Tát tức là thấy được hết tất cả mọi người, mà thấy được đó, mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau hết. Tức là cái tánh của người này nó khác với tánh của người kia, phải không? Hai người đó cái tánh đâu giống nhau đâu. Mình hay bị có một cái đó là cái người lấy cái người này đó mà mình đập lên cho người kia, thì cái này làm sao được? Hai người này hai cái tánh khác nhau, tại vì từ khác nhau nữa nè, từ cái tánh bên ngoài sanh ra tướng đấy. Cho nên nhìn cái tướng mà ta biết được cái tánh nó bên trong rồi. Đấy các vị, nếu mà
có tập trung lại được, có tu được. Mà cái khi sử dụng được pháp nhãn là thấy trên đời này nữa, không ai giống ai hết, không giống cái gì, tức là nghiệp không giống nhau. Cái nghiệp của mọi người đâu giống nhau, ta nói từ cái chỗ nghiệp này không giống nhau, cho nên cái hoàn cảnh cũng không giống nhau, cái phiền não cũng không giống nhau. Mà mình cứ chạy theo cái này đó là mình học cho nhiều cái nghiệp để đem vô làm nghiệp của mình, thì cái này không khôn rồi. Cho nên chỗ này nữa mà Hòa Thượng Thiện Hòa hồi đó dạy thầy đó, biết nhiều thì phiền não nhiều, biết ít thì phiền não ít, không biết thì tu được. Các vị nên nhớ này, mình vô chùa mình tu, mình không biết cái gì chuyện đời này hết, tức là cái bề trong mình sáng lên, tức là tâm mình tập trung lại được rồi, cho nên mình sáng lên, mình nhìn cuộc đời này chính xác hơn. Cho nên những người này ta để ý chút, ta thấy họ sống rất đơn giản, nhưng mà họ ít phạm phải cái sai lầm. Đây là cái thực tu này của mình này. Cho nên bây giờ Bồ Tát đó, mà có pháp nhãn rồi đó, thì lúc bây giờ họ thấy, thấy tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh đều hoàn toàn khác nhau hết đó. Cho nên không thể mà bắt hai cái này giống nhau được. Cho nên mình muốn cho mọi người giống nhau hết đi, mọi người đều tốt hết đi, tốt được không? Cái này không được. Cho nên thầy có một người bạn mà đạo Thiên Chúa, mà bây giờ ông ta chết rồi. Ông ta nói với thầy, ông này là rất giàu có, ông này rất giàu có. Ông nói là con có một thằng em mà con muốn giúp nó thầy, làm cũng tiêu hết rồi, nó cũng trở thành sơ sát nữa phải không? Thì thầy mới biểu thế này nè, thầy nói nếu mà anh theo đạo Chúa nữa, thì anh tin cái này tại Chúa phạt nó. Tại nên Chúa phạt nó mà anh là giúp nó là anh chống lại Chúa phải không? Dám làm không? Anh dám chống lại Chúa không? Anh nói làm sao con dám chống Chúa thầy, phải không? Cái chỗ này cẩn thận. Cái người này đó, mình giúp họ để họ lên, chăm gối cho họ lên thì mình giúp. Còn cái người này nó đưa nó bao nhiêu tiền nó không làm tiêu hết đó, thì không dạy gì đưa nữa phải không? Đây là cái điểm quan trọng. Tên mình giúp nó để dặn nó ăn nên làm ra, nó lần lần nó sống lên nha. Tên là một cái người khác nữa đó, một người khác ngoài, cũng trong cái hoàn cảnh tương tự như nó là con cũng có đứa em thầy, mà nó nghèo quá, nó khổ quá đi. Con muốn giúp nó mà cũng giúp không được. Đưa nó bao nhiêu tiền rồi, nó làm cũng tiêu hết rồi, nó giúp thơ nó xin nữa. Các vị nghĩ sao? Bây giờ hỏi thầy cho ý kiến, thầy nói nữa. Cái chỗ này thì quý vị nên nhớ, thầy nói theo Phật đó, cái điều quan trọng nhất là chuyển cái nghiệp của nó bên trong. Thế chuyển đổi cái nghiệp của nó bên trong, tại từ cái nghiệp bên trong mà mới sanh ra cái hoàn cảnh này. Cái người tu nó là phải đổi cái nghiệp mình bên trong, thì hoàn cảnh bên ngoài là đổi thôi. Tại vì mình thấy rất là rõ, ham muốn nhiều là biếng, nhưng mà thích hưởng thụ. Cho nên bây giờ đó là anh gửi về cho nó 1.000 đô đi, để nó dựng nghiệp. Nó nói như vậy đó, nhưng mà nó về nó nghĩ làm ăn thì nó chậm quá, khó quá, thôi bây giờ đem hết đi mua vé số phải không, đem hết đi biên đề phải không. Cái này trúng một cái trở thành tỷ phú không? Các vị nghĩ sao? Lòng tham quá lớn. Tại cái lòng tham anh quá lớn đi, cho nên là anh cứ tuột xuống lần, tuột xuống lần, cho đến không còn cất đầu lên được nữa phải không? Mà nếu anh tiếp tục anh giúp nó thì cái trường hợp nó sẽ đi vào con đường này nặng hơn, tội lỗi nó nặng hơn. Các vị nên nghĩ cái chỗ này. Nên mình giúp nó để làm sao cho nó cái này nên giúp. Thành ra anh mới nghĩ rằng cái cách, anh thưa thầy, anh nói thôi bây giờ đó thì con định làm như thế này, thầy chịu không? Thầy hỏi anh muốn làm cái gì? Anh nói là bây giờ đó
cứ hãy mà không hiểu nó đi vô chùa Công Quả đi. Vô chùa Công Quả. Thành ra vô chùa Công Quả đó thì bây giờ con muốn Công Quả nhưng mà con ở xa con không làm được. Bây giờ anh vô chùa, anh phụ cho thầy làm việc ở trong chùa này. Thì như vậy đó là con sẽ trả tiền cho nó, trả tiền cho nó để nó làm Công Quả thay cho con được không? Thì nó cũng có thể được. Tức là cho nó đủ sống thôi. Hãy cho nó nhiều đó, gửi nó tiền nhiều là nó sẽ đi đánh bạc nó thua nữa. Anh mới gửi về cho thầy một số tiền. Anh biểu nếu hãy mà nó vô nó làm đó, tới chiều đó thì thầy trả tiền cho nó. Nó cái này con gửi trả cho nó đó, tiền này là tiền của con Công Quả này đó. Nó làm thay rồi. Thành khoảng thời gian sau thì anh này đó cứ vô đây làm rồi đó là nhận tiền của thầy á, là do anh của anh gửi về. Thành lúc sau là anh này tự nghĩ nó là thôi, anh mình còn biết Công Quả không? Cho Phật, chẳng lẽ mình không Công Quả? Cho nên anh này mới đổi. Anh nói thôi, bây giờ đó thì một ngày đó thì con làm Công Quả cho anh con, còn một ngày đó thì thầy cho con Công Quả thôi. Bây giờ làm hai ngày lãnh lương ngày thôi, quý vị nghĩ không? Để còn làm sao khá được. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên trên bước đường tu của mình đó, là phải nhận ra được cái người đó, cái hoàn cảnh đó thì họ phải làm như thế này, chứ không thể khác nhau được. Cho nên mọi người, ta nói mỗi người mỗi cảnh, mỗi người có mỗi cảnh khác nhau, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, thì tùy theo cái hoàn cảnh đó để mà mình tu hành. Cho nên Bồ Tát đó, mà có pháp nhãn rồi đó thì nhìn thấy tất cả mọi người khác nhau hết. Cho nên lúc bây giờ giáo hóa chúng sanh cũng vậy, tùy theo người mà dạy, chứ không phải là ai cũng giống ai hết. Không phải nói rồi đó là ai cũng thành Phật hết, phải không? Ai cũng như ai hết đó. Làm sao như nhau được? Tức là quyền bình đẳng là giống nhau, nhưng mà cuộc sống của từng người này nó khác nhau là vì nghiệp khác nhau. Khi nào mà mình khắc là điều quan trọng. Nếu bây giờ anh tập trung tư tưởng được, anh tu anh tập trung tư tưởng lại được, anh có chánh niệm rồi đó, thì anh sẽ có huệ nhãn, tức là có mắt huệ, cái này tự nhiên thôi. Mà anh có tạo công đức được rồi đó, thì bây giờ anh mới có pháp nhãn để anh thành Bồ Tát chứ. Tại trên bước đường tu của mình, cái này thực tế mỗi người khác nhau, không ai giống ai hết, cho nên cũng không ai làm việc giống nhau được. Suy nghĩ khác nhau và làm việc khác nhau, tất cả đều khác nhau hết. Đây là trên bước đường tu của mình. Cho nên bây giờ cái đây ta gọi là pháp nhãn. Thì bây giờ đó, pháp nhãn của Bồ Tát đó, thì ở trong cái pháp nhãn Bồ Tát này đó, thì đây ta mới nhìn, ta nói là Bồ Tát. Cho nên bây giờ ta mới thấy thêm cái gì? Pháp nhãn Bồ Tát thì thấy đủ hết đó. Thấy ngoài cái số người mà hiện diện ở đây đó, ta thấy tỳ kheo 36.000 Bồ Tát, phải không? Trong kinh Diệu Sư này thì bắt đầu thấy khác rồi. Nếu mà bằng nhục nhãn đó, thì chúng ta thấy chỉ có bao nhiêu? 1.200 tỳ kheo thôi. Có 1.200 vị tỳ kheo thôi. Nhưng mà pháp nhãn Bồ Tát đó, là nhìn thấy đây tới 8.000 tỳ kheo. Từ 1.200 này mà đâu sanh ra thêm tới kia. Cho nên ở đây thầy nói cái điều quan trọng nhất đó, là một thầy tỳ kheo là có xác phàm, nhưng mà còn các vị thánh tăng đó, các vị A-la-hán đó, các vị đang ngồi trên bàn đó, thì cái này khác nữa. Thế nên các vị thấy thầy ngồi đây có mình thầy, phải không? Nhưng Bồ Tát đó, họ nhìn nó thấy khác chứ đâu phải mình thầy. Không chừng nào sau lưng thầy có Phật, có Bồ Tát nữa đâu biết được. Cho hình kia nữa, cái này quan trọng. Con người mình thì nhỏ bé, con người mình thì ai cũng như ai hết đó. Nhưng mà sao có những người có cái lực vô hình của họ mạnh quá. Họ có sức mạnh vô hình. Mà tự nhiên mình thấy họ nữa, mình sợ phải không? Đấy, mình thấy họ mình sợ chứ.
Cho nên quý vị nhìn kỹ rồi để mình thấy này. Một cái ông tướng cũng là người, nhưng mà một ông tướng ông điều khiển cả vạn binh ấy, này phải nghe lời ông răm rắp hết. Tại sao? Ông này có cái lực vô hình nào đó. Đây là điểm quan trọng. Mà những ông tướng nổi tiếng của mình ấy, thầy nói là như tướng Trần Hưng Đạo chẳng hạn, hay tướng Nguyên Huệ chẳng hạn, đây là cái trường hợp đặc biệt. Những người này họ có cái năng lực điều binh khiển tướng của họ. Có ông tướng khác thì khác nữa rồi, mà vô hình đó, mặt siêu hình đấy. Một ông tướng mà có một cái quy như vậy đó, thì đằng sau lưng ổng đó, thầy nói là có đất nước ông bà trời Phật thánh thần gì đó, không biết hộ mạng cho ông ta nữa. Hộ mạng cho ông ta, cho nên ông ta mới có cái quy lực như vậy đó. Thì đây cũng vậy. Tại vì thực tế đó là chỉ có 1200 thầy tỳ kheo thôi đi theo Đức Phật qua thành Tỳ Giả Ly. Nhưng mà trong kinh này đó, Bồ Tát ghi lại nữa thì tới 8000 tỳ kheo. Còn một số các vị A La Hán vô hình nữa. Cái này là điều quan trọng nhất, cho nên chúng ta phải thấy cái này quan trọng. Rồi đó, kế tiếp theo cái gì? 36000 Bồ Tát. Cái này hoàn toàn vô hình, mà mắt thường chúng ta nên là bảo thấy. Tự nhiên cái cảnh này nó lạ nữa, thì sao mình thấy cái cảnh này khác? Cho nên ta bảo là tới cái chỗ nào mà có một bậc chân tu ở đó, dù họ chỉ ngồi dưới cái hang đá thôi, nhưng mà mình có cái cảm giác như cái chỗ này nó có cái linh thiêng lạ lùng, nó có một cái sức thuyết phục lạ lùng chỗ này này. Còn dầu chùa cao Phật lớn nguy nga đồ sộ đi nữa đó, nhưng mà nếu hay nó thiếu vắng cái hồn này đó thì không có. Nên thầy thường thường thầy đi hay quan sát các cái chùa. Khi có một bậc cao tăng ở đó thì tự nhiên cái ngôi chùa đó mình thấy nó có sức sống lạ lùng đó. Nhưng mà cái vị này qua đời rồi, về Phật rồi, thì mình tới cái chỗ đó mình có cái cảm giác nó lạnh lùng, nó sao á, cái sức sống nó không còn nữa. Đó là cái điểm quan trọng nhất mà thầy nói là bằng pháp nhãn mình nhìn ấy, thì mình sẽ thấy nó khác chỗ đó. Cùng một cảnh nhưng mà hai người, cái người mà có căn lành, người có niềm tin ấy, thì nhìn thấy khác, mà cái người có tu chứng thì thấy khác nữa. Thế, cho nên Bồ Tát người ta mới thấy có 36000 vị Bồ Tát. Rồi đó, trên nữa gì, ta thấy có Bát Bộ Chư Thiên nữa. Có chư thiên, rồi có quỷ thần, phải không? Có chư thiên rồi có quỷ thần, có đủ mặt đấy. Có Bà La Môn, có cư sĩ, có quốc vương, có đại thần. Nhưng mà mọi người đều chắp tay cung kính với Đức Phật hết. Tại sao họ cung kính? Là vì họ thấy Đức Phật mới vừa làm một cái việc mà không ai làm được. Tại vì ngày tới đây một cái đó, thì thành phố này trở thành bình yên lạ lùng như vậy, cho nên họ sanh ra cung kính này tự nhiên thôi. Thì cung kính thì lúc bây giờ đó thuyết pháp, thành ra khi Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật đi tới đâu đó thì cái trường hợp đó người ta hay tới để mà thỉnh Đức Phật nói pháp đó. Thì trong lúc mà thỉnh Đức Phật nói pháp như vậy đó, thì có một cái người mà tiêu biểu ở đây đó, người ta gọi là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát nương Phật thần lực quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng, phải không? Cái này mấy cái câu kinh mà mình tụng của Đại Thừa đấy. Chứ còn lịch sử hay là nguyên thủy thì không ghi như vậy đâu, không có Bồ Tát Văn Thù đây. Mà người ta hỏi thôi. Thành ra trong cái số người mà tới đây hỏi Đức Phật thôi. Mà đây trong kinh này là ghi là Văn Thù Bồ Tát. Mà Văn Thù Bồ Tát cũng không phải là tự ý ông hỏi, nhưng mà nương cái lực của Phật mà ông hỏi. Thì trên bước đường tu ở chỗ này là quan trọng. Làm Phật sự thì Phật sự. Đấy. Còn không được Đức Phật gia bị tới đó, thì cái này tự mình làm thôi đó. Cho nên tất cả những cái việc mà thầy làm đó, thầy nghĩ cái này là ngoài khả năng của thầy, thầy không thể làm được. Nhưng mà làm được đó, cái này là được là gì? Nhờ nương vào Đức Phật mà làm. Nhờ nương vào Đức Phật mà làm đó, thì mới
mới được. Còn nếu mà thầy thực tế làm thì cũng chẳng hơn ai đâu, phải không? Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên cái người mà theo đại thừa thì người ta tin như này. Còn cái người á mà không theo Phật giáo hay không theo đại thừa đó, thì nó cứ nghĩ sao tôi giỏi, tôi làm được, phải không? Cứ nghĩ đó, mà mình sẽ giỏi hơn người, mình sẽ làm được hết mọi việc, nhưng mà ta không cho tôi làm. Các vị có ai nghĩ vậy không? Tôi thưa với thầy cái điều này, con làm được chứ thầy, mà tại ta không cho làm, phải không? Các vị có nghĩ vậy không? Cho nên tự thị thì cái này chết. Cho nên với đường tu, cái này là cái sai lầm lớn của người Phật tử. Tại bây giờ nghĩ nè, tôi biết hết, tôi làm được hết, nhưng mà ta không cho tôi làm. Còn bây giờ mình nghĩ đó lại khác. Nếu mình làm được thì người ta cần mình làm chứ, người ta cầu mình làm chứ, phải không? Người ta tin mình chứ, mà người ta không tin mình. Hoặc là người ta không tin mình là vì cái lý do này, mình nói thì nhiều nhưng mà mình làm chẳng được bao nhiêu hết. Đây trên bước đường tu nữa quý vị này. Đức Phật dạy mình á, người Phật tử đó, là hãy làm cái gì mà mình đã nói, phải không? Mà nói cái việc á, mình được không nói đâu. Đây điều này quan trọng. Cho nên cái tự thị thì ở trong Phật giáo không nên. Mà kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy có nhiều người giỏi thiệt. Nếu mà nói khi đi học đó, thì thầy có cảm giác thầy không bằng ai hết. Thầy không bằng ai hết. Nhưng mà nhiều người giỏi hơn thầy đó mà không làm được gì hết. Rồi đó, cuối đời cứ bất mãn rồi cứ nói hết chuyện này tới chuyện kia. Không ai chứa mình được, không ai dung mình được, không ai chấp nhận mình được hết đó. Giỏi, biết cái gì biết hết đó. Cho nên các Phật tử nên tránh cái này. Nên tránh cái này. Nhưng mà bây giờ đó, Bồ Tát Văn Thù là giỏi. Đây trên này mình thờ có Bồ Tát Văn Thù ngồi bên đó, cỡ sư tử đó. Ông này giỏi này. Ai mà nói ông giỏi hết. Nhưng mà ông nói không phải tôi giỏi đâu, tôi nương thần lực của Phật mà tôi biết thôi. Phải không? Tại vì có chịu thua rồi, phải không? Đây là cái đức khiêm tốn ở trong Đạo Phật. Đừng bao giờ thấy mình giỏi mình chết. Thấy mình hơn người thì chắc chắn mình chết thôi. Cẩn thận ở chỗ này. Cho nên Bồ Tát Văn Thù nó nương Phật thần lực, tức là nương cái thần lực của Đức Phật mà tôi mới hỏi này, chứ không phải tự ý tôi hỏi. Thì bây giờ nó hỏi cái gì? Cái chính này nè, bây giờ có Đức Phật ở đây thì Ngài làm được những cái việc mà người thường không làm được, phải không? Người thường không làm được đó. Bằng chứng cụ thể là Ngài tới đây một cái đó, là cái thành phố này bình yên thực sự. Và khi hai nước Koliya và Sakya mà sắp sửa dàn binh đánh nhau đó, Ngài tới đó thì tự nhiên nó buông vũ khí xuống, không đánh nữa. Có Đức Phật á, thì giải hòa được hết tất cả mọi việc. Ông A Xà Thế sửa soạn kéo binh qua đánh nước Bạc Kỳ. Thành ra bây giờ đó, Đức Phật tới một cái đó, thôi bãi binh, không đánh nữa. Cái này là sự thật. Đời Đức Phật là cái này. Rồi đó, Vua Lưu Ly đó mà kéo binh qua định tiêu diệt cái thành Ca Tỳ La Vệ chỗ Đức Phật đó. Thành ra cái ông Vua Lưu Ly này kéo binh tới, vừa tới cửa thành sao thấy Đức Phật đang ngồi thiền ngay trước cửa thành, sợ quá rút binh về. Đức Phật có nhiều cái lực lạ như vậy, giải quyết được bao nhiêu cái việc như vậy đó. Mà bây giờ nếu không có Đức Phật trên cuộc đời này nữa đó thì làm sao? Đây là cái điểm quan trọng nhất khởi đầu cho cái kinh Dược Sư mà chúng ta học. Đó là cái điều quan trọng để ta học. Cho nên lúc bây giờ đó mà nói với Ngài Văn Thù Bồ Tát này đó, cũng nhằm nói với tất cả các thầy tỳ kheo, các cái vị mà Bồ Tát và các cái vị trưởng giả, cư sĩ, quốc vương, đại thần, hết tất cả những này chứ. Nói cho những người này nghe chứ. Thành ra Bồ Tát Văn Thù người ta gọi là duyên khởi. Thành ra Ngài hiện thân trên cuộc đời này đó, tạo điều kiện để cho Đức Phật thuyết pháp. Thầy không ai hỏi thì Đức Phật không có lý do để nói.
Mà nếu hai mình hỏi mình không biết cái gì á, mà hỏi những cái nó không cần thiết á, thì Đức Phật cũng không nói. Cái này khó. Cho nên phải hỏi cho đúng, nương thần lực của Đức Phật mà hỏi cho đúng cái ý của Đức Phật muốn nói đó, muốn dạy đó, thì bây giờ Đức Phật mới nói. Còn nếu mà ai cũng hỏi hết đó, thì trường hợp chắc chắn Đức Phật không trả lời nổi đâu. Gọi là chín người mười ý trong này sao mà hỏi. Bồ Tát hỏi là nương thần lực Phật để hỏi, hỏi đúng cái ý của Phật đó, thì Đức Phật mới nói. Tức là sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì bây giờ làm sao đây? Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật mới giới thiệu cho chúng ta về Đức Phật Dược Sư. Về Đức Phật Dược Sư và cái cách mà mở đàn Dược Sư để làm lễ cầu nguyện. Cho nên chúng ta mới có mở cái đàn. Mà mở đàn Dược Sư phải cho nó đúng pháp. Cầu nguyện cho đúng pháp. Thì ở trong đó nó có một cái đó, đặc biệt này quý vị thấy đó, đàn Dược Sư nào đó người ta cũng đem ta phát nước cho mình uống hết phải không? Ở đây bữa có ai đi dự đi lễ đi không? Có lãnh chai nước không? Đó, thì có lãnh chai nước uống là tại vì khi Đức Phật tới thành Tỳ Gia Ly này trời mưa xuống. Tức là uống cái nước mưa, nữa, cái nước mà tinh khiết đó, từ trên trời rớt xuống đó, thì hết bệnh đi. Cho nên người ta mới không có trời mưa đi nữa đó, thì mình vẫn lấy nước. Lấy nước để cho mình làm cái lễ mà mình, trong lúc mà làm lễ như vậy đó, thì có một thầy dẫn lễ đi trước đó, cầm cái lư trầm, nó mang cái tính cách tẩy uế, tại cái mùi trầm đó nó làm cho xua tan đi cái mùi ô uế, ta gọi là ác ma. Ác ma ác quỷ là nó phải tránh, thì phải không? Thì cái người mà chủ đàn á, thì cái người này mới rải nước đó, gọi là tẩy tịnh. Lấy cái nước đó đó mà tiêu biểu cho cái nước cam lồ của Bồ Tát Quan Âm để mà làm cho con người ta sống lại, làm cho người ta mát lại. Thầy diễn lễ có sướng một câu này mà quý vị nghe đó, có lẽ là không hiểu. Tức là cái nước mà ở trên cái cành dương á, cái nước ở trên cái cành dương này nhúng vào trong cái nước á, cái bình nước này nó tiêu biểu cho bình nước cam lồ của Đức Phật Bồ Tát Phật rải đi, thành ra cái cây khô cũng sống lại được, cái con người nữa mà có thể chết cũng sống lại được. Tức là tẩy được cái nghiệp của họ, tẩy được cái nghiệp của họ, thì cái phần còn lại đó, thì cái trường hợp này đó, mình mới chữa bằng thuốc. Cho nên con người ta đây đó, mình bệnh nó có hai phần. Cái phần quan trọng nhất là cái nghiệp ở bên trong, rồi cái bệnh thân ở bên ngoài. Cái này thì chỉ chữa được cái nghiệp ở bên trong, mà không uống thuốc thì không chữa được cái bệnh bên ngoài nữa. Mà nghiệp bên trong gốc mới sanh ra cái bệnh bên ngoài. Cho nên bây giờ thầy nói, thí dụ như bây giờ đó, mình buồn quá phải không? Mình lo quá, mình sợ quá đi. Cái này là nghiệp bên trong của mình. Cho nên lúc bây giờ mới sanh ra các cái bệnh. Các cái bệnh bên ngoài là do cái nghiệp ở bên trong tác động mà sanh ra cái bệnh bên ngoài. Thì bây giờ cái chỗ này đó, là cố chữa cái nghiệp bên trong đi, thì cái bệnh bên ngoài này bác sĩ chữa. Cho nên khi mà tới thành Tỳ Gia Ly này đó, là Đức Phật chữa cái bệnh nghiệp cho chúng sanh, thì Thánh Y Kỳ Bà với cái đoàn bác sĩ này nó mới chữa cái bệnh cho chúng sanh. Ở thành này hai cái kết hợp lắm được. Thành ra trên bước đường tu của mình, mình kết hợp cả hai, lấy một bỏ một cũng không được. Chỉ tin vào cái phần tâm linh không chất cũng không được, mà mình tin vật chất không mà mình bỏ phần tâm linh này đó thì cũng không được. Cho nên ông Kỳ Bà Thánh Y đó, ông mới nói này nè, ông nói vua Xà Thế đó, ông nói cái bệnh của bệ hạ đó là chỉ có Đức Thế Tôn chữa được thôi, chứ còn tôi không chữa được. Ông là Thánh Y rồi, ông giỏi. Ông nói là cái tâm bệnh làm sao chữa, cái nghiệp bệnh làm sao chữa. Cho nên ông chỉ có cái ông lên ông lại Phật đi, ông lại Phật đi thì Phật cứu ông được, phải không?
Thành ra ông A Xà Thế mới nghe lời Kỳ Bà, mới lên lại Đức Phật, nó xin Đức Phật mà thương con cũng như là Đức Phật từng thương Phụ Hoàng. Thành ra xin sám hối đi. Thì bây giờ về đó ông Kỳ Bà này mới chữa cho khỏi bệnh. Cho nên ông A Xà Thế này là một vua ác đó, nhưng mà sau này trở thành quy y theo Phật. Là cái Tần Bà Sa La chết rồi, cái ông này đau khổ hối hận ở trong lòng, phải không? Và được bị mọi người chung quanh đó họ quán trách đi. Tại sao ông vua cha này ông bằng lòng ông nhường ngôi cho thái tử lên làm vua, mà thái tử nỡ lòng nào đem ông vua cha mà nhốt trong ngục cho chết, phải không? Cho nên ông đau khổ về cái chuyện của mình làm. Mà cái đau khổ này nó dẫn tới cái bệnh mà Kỳ Bà chữa không được. Bây giờ Kỳ Bà mới biểu lên sám hối với Đức Phật đi, thì cái trường hợp về để tôi sẽ chữa cho anh khỏi này. Nghe lời lên thì ông này mới mạnh lại đó. Ông vua này mới mạnh lại được, rồi từ đó mới quy y, mới theo Phật được. Thôi thầy ngừng ở đây, rồi tuần sau chúng ta tiếp.